Dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Vùng đồi núi thấp, mây thay đổi không mưa, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ 12-21 độ, độ ẩm trung bình 75%. Vùng đồi núi cao, mây thay đổi không mưa, gió nam cấp 2, trời rét hại, nhiệt độ 10-17 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Thành phố Lào Cai, mây thay đổi không mưa, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ 12-21 độ, độ ẩm trung bình 75%. Khu du lịch Sapa, mây thay đổi, không mưa, gió nhẹ, trời rét hại, nhiệt độ từ 4-12 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Bắc Hà, mây thay đổi, không mưa, gió nam cấp 2, trời rét hại, nhiệt độ 10-17 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Thông tin thời tiết các khu vực trong nước. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 6-20 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 6-21 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, trời rét, nhiệt độ từ 11-19 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa và dông, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 19-29 độ. Khu vực Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16-29 độ. Nam Bộ, có mây, mưa rào vài nơi và dông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21-31 độ. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 11-20 độ.